Chào thưa quan, chào mọi người đang thưa quan nha. Dạ, chào bố. Thì thấy bữa nay mà lương lên của thằng quan Lâm Quang tao tức cười quá chừng luôn. Đúng là trời, Lâm. đúng là không có cái nào ngu hơn cái nào chơi trời, mà mình thấy rõ ràng càng ngày á thì mình mới cảm thấy là một cái điều là họ như Lố bịch là cái họ họ không có một cái gì gọi là ấy, mà họ giống như kiểu như bỏ vô một cái gì đó mà họ vùng vẫy mà nó không có ra, họ không ra một cái gì cả, họ đem ra những cái mà rất là buồn cười. Nói một cách khác, cái chăng nữa là hầu như tất cả 79 triệu dân của người Việt Nam mình họ biết sử và họ thuộc Lào, nói thẳng là vậy. Cái nguyên nhân tới bắt đầu từ 1963 mà đâu lúc mà đảo chính ông Diệm cho tới 1975 thì hầu như một đứa con nít ở Việt Nam cũng biết. Và cái này dựng lên cái điều này á, nó làm trò cười cho người Việt Nam mình, giống như là thằng Hoàng Lâm nó nói, nó rất buồn cười, nó tệ hại, mà mình nhiều khi mình cũng không 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 có buồn để mình nhắc tới nữa. Có nghĩa là nó một cái vở tuồng mà nó ấu trĩ, mà nó có vẻ nó dựng lên bởi một cái thằng hề hoặc là một cái đạo diễn hay là một cái gì đó mà nó lố bịch, mà nó buồn cười, mà mình thấy nó là nó dở ẹt, mà nó coi như là mình không không mình chán, nó chán phèo hơn là chán phèo, mà không cần có để tâm nữa. Nó buồn cười đó, ai cũng hiểu được gì đó. Ông Diệm, gia đình Diệm, Ngô Đình Du, Ngô Đình Cẩn Nguyên, ông Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thục, ông Ngô Đình Thục Đồn là không đạo thiên chúa. dạ Mà trực dựng lên bỏ nó gõ bỏ tụng kinh Nam Mô A Di Đà dạ Phật là trời mừng được. Bao nhiêu mình không biết dùng cái từ gì để mình diễn tả cái độ ngu, mà cái độ mà lố bịch, mà cái độ mà cái điên cuồng giống tụi nó được khổ vậy. Nó có từ xưa tới giờ tao nói rồi, tao thì chẳng muốn đụng chạm gì cả, nhưng mà cái điều họ làm càng ngày họ càng quá quá, và họ Đúng rồi làm những điều giống như vậy cần phải bàn mấy chuyện kia, bởi vì nó lố bịch, bởi vì cái sự khác. Từ tích mày phải hiểu rằng cái thời kỳ là đàn áp tôn giáo thì Phật giáo nổi dậy rồi, Thượng tọa Thích Quảng Đức đã tự thiêu, mấy cái chuyện đó là ai Dạ. cũng biết cả, không ai cả lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam mình không ai nói nữa. Nhưng mà họ dựng lên một cái vở tuồng rất là buồn cười, mình ngồi mình muốn quên đi những cái chuyện mà xáo trộn về tình Dạ. hình chính trị trong nước thời gian mà ông Ngô Đình Diệm cầm quyền. Người ta muốn quên đi quá khứ đen tối, mà ngược lại nó lại đem ra, nó bêu nó ríu mà chỉ cho tự Khui hại nó. ra. Không phải nó buồn cười, buồn cười nhiều cái mình không thể hiểu nổi luôn. Rồi bây giờ mình nói tiếp tục vấn đề, coi như là thôi bỏ qua cái vụ đi, bởi vì cái chuyện nó không đáng để tâm để mà nói, bởi vì nó lố bịch mà nó thấy nó Dạ. nhàm, nó gọi là cái con để câu được gọi là xàm xí đú. Ta không có từ đó, xàm xí Rồi. đú. Nói chuyện qua Dạ. vấn đề coi như là Ukraine với lại Liên Xô Nga đi, thì mấy lúc Dạ. gần đây, cách đây ngày thì hầu như là thấy là coi như là Trịnh Quốc Thiên đưa lên một bản tin là ứng viên Quốc hội Mỹ mà được từ chối một cách rất là phũ phàng khi mà phát động cái cuộc chiến tranh này, hoặc là coi như là cái cuộc mà quân sự này đó, rồi là coi như bắt buộc, và họ đã lường trước mọi sự việc rồi, từ cái chuyện nhỏ nhặt, từ vấn đề cấm vận, từ vấn đề tiền tệ, từ vấn đề dầu hỏa này kia, là họ đã tính trước cái chân rồi, bởi vậy họ không có lo. Thành ra tất cả những cái chuyện mà cấm vận của nước Mỹ này, hoặc là các khối châu Âu bên NATO này, thì đối với họ là họ đã tính toán trước, nên là vì cái đó họ ung dung và đánh và cứ đánh. Và ta nghe nói đâu là cái ông tổng thống của thằng Ukraine này nè, còn vào NATO nữa, ông không muốn vào NATO nữa, bởi vì được đương nhiên phải nói vậy rồi, nhưng mà ông Putin nhà ta đủ bày không vào tao cũng cứ quýnh, là tại bởi vì chị đã đến nước này rồi là phải quýnh thôi, chứ còn chuyện không có nghĩa là mày không quýnh tao Dạ. dừng, miễn mày không vô tao dừng, miễn quýnh cho có nghĩa là mày mở miệng ra, tại thay mày mở miệng trước đây, hồi xưa tự giờ mày đừng mày tuân thủ theo kiểu kia thì tao đâu có làm gì được đâu,
nhưng mà mày đã làm rồi mà làm không được, bây giờ mày nói vậy tao nói là con nít quánh đồ má chơi cái kiểu là đùa quánh cho chừa, quánh cho chừa đúng không, quánh cho chừa, quánh cho chừa, cho chừa đồ cái tật bố láo. Tao nói rồi đồ mà cái truyền thông và những cái chính quyền của phương Tây họ là gì, họ đã tạo ra một cái bánh vẽ. Tao đã từng nói từ lâu rồi mà, và tao đã từng nói với mày rồi, cái chế độ Liên bang Xô Viết mà tan rã là cũng do bên châu Âu này tô đậm lên rồi xong rồi làm những cái bánh vẽ rất là tốt đẹp được cái, rồi xong bây giờ tan đàn sẽ ré ra, bây giờ người ta mới thấm đòn, và người ta mới thấm đòn, và bây giờ tao nghe một nguồn tin là người dân Ukraine á, hiện giờ đang biểu tình ở đại sứ quán Mỹ á, biểu tình rút về đi đủ, nó không cần nữa, bởi vì chính vì mày đất nước tao cứ tan nát vậy nè, đủ rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì sát cái mắt này ra chưa đó đó, mình nói là mình nói được cái vấn đề coi như là chiến chiến tranh lịch sử danh thì bây giờ tôi nói mày nghe, nói gì thì nói, người Việt Nam mình là chủ cái đảng cộng sản Việt Nam mình thuộc gì vậy? quá khôn ngoan, mà hầu như là mình phải công nhận là mình bái phục luôn, bởi vì không ai dạy vào. Giống như con nói hồi nãy gì đó, đặt trường hợp thí dụ như Việt Nam mình giống là Ukraine hoặc là Myanmar hoặc là kia thì mày lôi kéo vào một cái cuộc chiến mà không nhận được. Dạ đúng rồi đó, đúng tại rồi. Vì sao đất nước của mình là bởi vì quá trải qua nhiều, quá nhiều chiến tranh, và chiến tranh rất là đau thương dân dại đã hàng bao nhiêu là thế kỷ, vì đó họ người Việt Nam mình am hiểu về chiến tranh rất là nhiều, và họ nghĩ chiến tranh là một cái gì đó đau thương, họ không muốn làm điều đó xảy ra. Nhưng mà cái chuyện khi nào mà ta muốn cầm cây súng mà kẻ thù bắt ta phải ôm cây súng, người ta muốn cầm canh hoa hồng nhưng mà kẻ thù bắt ta làm cây ôm cây súng là cái chuyện đó tính bắt mắc dĩ. Còn ngoài ra cái chuyện đó là mày đi, mày ăn mày ráng mày chịu, không có ai bắt buộc được người Việt Nam điều đó cả. Thì tao nghĩ chắc một vài tuần nữa chắc cái nó cũng tàn thôi, bởi vì cái chiến tranh nó tàn thôi rồi, không biết rồi nó sẽ dựng thế nào nữa. Cái mà cái thằng Ukraine đó mà kỳ này 50 năm sau chưa chắc nó đã phục hồi được, vì cái cơ sở hạ tầng của nó hiện giờ tàn phá nát hết rồi, kể cả nó luôn, nó một phần nó cũng vô nhân đạo lắm, nó tự phá hủy lấy và nó tự làm những cái chuyện mà nó vu cáo đó. Tay nghe những cái nguồn tin như vậy, tức như là từ những cái chuyện mà khi nó nhốt người ta và người dân Ukraine vào trong một cái khu tập trung rồi xong nó giật mình. Không biết có không, thằng Trần Quốc Nguyễn đó, Trần Huân á, rồi nó đưa tin đó, rồi nó vu cáo cho người phương Tây là pháo kích, bên nó vu cáo cho bên Nga là pháo kích vào đó, nó hiểu cái vấn đề lắm, rồi nó bắt thằng cha gì nó cột vô trong cái cây đủ, bị cái tội cha này đủ bán rượu bán gì đó đủ, nói chung là hầu như nước còn pháp luật nữa. Đó, vì đó ta vô chính phủ sắp sửa tàn tới nơi rồi, nhưng mà bây giờ vô chính phủ đúng rồi đó, vô chính phủ. Bây giờ nước Ukraine bây giờ coi như vô chính phủ rồi, bây giờ tan quan nước rồi, bây giờ mày mới hiểu cái điều này, nó không phải là quýnh ngoài đồng trống, nó không phải là quýnh mình đi Nga, mà nó quýnh ở bên là Ukraine. Thành ra vì đó cái cơ sở vật chất của Ukraine tan nát cái trên trời rồi, bây giờ muốn phục hồi lại như cũ thôi, chứ đừng có nói tiến thôi xa hơn nữa, đệ lắm phải 30-40 năm rồi, chứ hạ tầng cơ sở banh mát mà đệ nữa, đúng rồi, từ đường xá cầu ống nói chung là tiêu hết rồi, kể cả là hồi phản ứng nguyên tử rồi tụi nó tiêu tung hết, quýnh tư tiêu tung hết để chi cho mày chết. Đủ rồi. Bây giờ mày nói chung một cái điều này, bây giờ mày mới thấy rõ ràng, mày biết nói rằng là một anh hề làm chính trị chưa, cái tác hại của một anh này là đúng rồi, ở cái đầu óc nó tưởng tượng cái sân khấu, nó tưởng tượng cái đất nước của nó giống như cái sân khấu, nó muốn diễn cho nó diễn đâu mà nó diễn vậy đó, vậy diễn mình nó ra mình đất không, mình không lấy đất nước mà tưởng cuốn phim mình không lấy cả đất nước mà tưởng đâu là đất nó diễn hài thì nó quen rồi, cho nên vì đó nó nghĩ là vậy, bởi vì nó thẳng là chính trị là gì? Mình phải dùng một từ, và phải dùng một cái từ là chính trị là gì, chính trị là thủ đoạn. Con có hiểu cái điều đó không?
chính trị là thủ đoạn. Yeah. Lật mặt như trở bàn tay, tay trắng lửa đen. Chính trị là không có bạn bè, không có tình thâm. Chính trị thủ đoạn là tàn nhẫn tàn ác. Cái gì mà lợi về mình là ok. Tất cả mọi quốc gia trên thế giới này ai cũng vậy thôi. Mỹ cũng vậy, vì quyền lợi của đất nước nó làm thôi. Đâu chứ nó không có thương ai hết trơn á, đừng có tào lao. Đúng không? Nói một cách khác á chẳng nữa thì mình phải hiểu rồi, mà mình chỉ tội là tội cho người dân tự nhiên đùng một cái rước một cái thằng hề lên làm tổng thống để cho đất nước tan nát cả. Rồi xong rồi về. Mình phải thương là thương người dân thôi. Rồi đàn bà con cái gái lũ lượt nhau đi tị nạn, đi qua các nước khác rồi kia. Cái đó là một cái thảm cảnh mà ngày xưa Việt Nam đã từng trải rồi. Tức là trước năm 75 đó, năm 73, 74, 75, lúc mà khi nó lên cao, nó dâng cao thì người dân ở những cái vùng mà coi như là có tiếng súng đó, họ sẽ chạy loạn. Họ đi tìm ra những cái nơi mà không có tiếng súng thế thôi. Đó, mình tạo cái cảnh đó là mình đã biết rồi. Và mình đã ổn định kinh tế từ ổn định về chính trị, ổn định vấn đề kinh tế từ năm 1975 tới bây giờ là năm nay là 47 năm. Cái điều đó nó quý quá vô cùng. Rồi có một, ta mới nói mà nói một cách khác là ngắn gọn thôi, mà nói là hòa bình, hòa bình Việt Nam có được là đổi bằng máu, đổi bằng xương, đổi bằng thịt, đổi tất cả về cha ông chúng ta đi làm ra gì đó. Kể cả hai bên, bên Nam, miền Bắc, miền Nam và miền Bắc, tất cả đều đau thương. Cho nên vì đó đổi bằng máu, nhớ kỹ cái câu này, nhớ đổi bằng máu người Việt mình mới có được cái nền hòa bình bây giờ. Cái đó không bao giờ đổi bất cứ một cái chuyện gì trên thế giới này. Không có cái gì quyền gì mà lấy người Việt Nam mà ra mà để mà phân bình hoặc là chỉ trích hay cái gì. Cái điều đó là cái điều nhảm nhí đó. Thành ra chúng ta phải giữ cái điều đó, ổn định chính trị, ổn định hòa bình lúc nào hay lúc đó. Có nghĩa là Việt Nam mình hiện giờ, mình phải nói một cái điều là Việt Nam rất là khôn khéo trên cái vấn đề chính trị thế giới. Và mình cầu mong cái điều đó nó tiếp tục và tiếp tục. Đó, nó rõ ràng như vậy thôi. Chứ còn bây giờ đó thiệt mày lấy cái Ukraine để chúng ta làm kinh nghiệm. Cũng giống như bố nói con trước kìa. Nó dùng cách mạng màu để mà cái ngày xưa trước khi mà cái thằng cha này đi làm tổng thống thì tự phương Tây đang bơm tiền thổi phồng vô truyền thông vào để nó bơm cha này lên, để cha này lên. Bởi vì mày coi cái cuốn mà của thằng Tuấn Tiền Tỷ á, thì mới thấy là giữa Nga và Ukraine thế nào. Nó hài thật nhưng mà nó chính xác. Phương Tây đang giành giật chiến tranh Ukraine chỉ là một con cờ thí thôi, nhưng mà thực chất là đang dành để dầu khí. Nó một cách khác là chiến nhưng mà con chiến tranh của thằng Ukraine chỉ là một con chốt thí mà thôi, để thử lửa. Thôi, nhưng mà yeah, không ngờ đụng Putin này cao cơ quá. Tay luôn rồi. Nó khổ. Mà bây giờ cái thảm họa mà của mà cái thằng Liên Xô mà nó đóng cái van rượu, bây giờ cái khí đốt qua bên châu Âu là bên kia rượu khí đốt giờ đang rượu mà là chín dính trên chân trời. Mà các nước phương Tây bây giờ chẳng hạn như thằng Đức á, mày làm kẻ tao ứng ký công trác, tao ứng ký thằng Nga đủ để khí đốt mở, tao không muốn dân tao nó khổ nghe là hái này vậy. Rồi còn một cái này rất vui nè, trong lúc chiến tranh như vậy mà thằng Liên Xô nó đầu tư chỉ ra mình 300 triệu USD. Dạ, cái nguồn tin đó tao không biết có thiệt hay không, là Nga đó đang đầu tư vào Việt Nam mà xây dựng cái gì đó rồi mà 300 triệu USD. Có nghĩa là mình không thay phải nào cả, thay nào mình cũng chơi. Mặc dù ngày xưa có những đất nước là mình là kẻ thù chẳng như thằng Mỹ, như thằng Pháp, nhưng mà cái chuyện là mình, ta nói mày rồi, mình gác lại quá khứ chắc không có quên. Đừng bao giờ quên lịch sử, đừng bao giờ quên những cái tội ác mà chúng nó gây ra. Nhưng chúng ta gác lại để chúng ta làm ăn, chúng ta phát triển kinh tế. Cái điều đó là cái điều ta tâm đắc nhất là của người Việt Nam mình. Chứng vậy rồi, bây giờ cũng vậy thôi. Những cái chính sách của Việt Nam mình đã đưa ra, tôi thấy nó hợp lý. Chẳng hạn như là nghị quyết 36 này kia, kêu gọi kiều bào, những người nào mà còn nhớ tới quê hương này kia thì cái này không có ép ai chứ. Mà đừng có nghĩ đủ nó gọi, nó đưa nghị quyết 36 là đủ, mà nó không có.
mày không về, mày về kẹt cha mày chứ đủ, mà tao thích tao về chứ đủ, nghĩ địa gì có kìa. Tức về xây dựng đại khái là vậy, nhưng mà nói thiệt mày, cái chuyện này có nhiều tao thiệt mày một chữ trong trong hiểu là sao tao không biết, mà tao chỉ biết là tao nhớ nhà tao, nhớ mùa quê cha đất tổ tao, là tao xách gói tao đi thôi, đâu có ai cấm cản con mẹ gì đâu, đúng không? Thế rõ ràng không? Nói thì nói cái chị nó là cái đường lối như vậy thôi, chứ thực chất có nhiều đứa này nó xuyên tạc là bậy là bạ, bởi tụi nó ngu mày, với ngu giống y chang như mấy cái lão rồi có đạo Công giáo mà đi tụng kinh gõ mỏ đạo Phật á, đủ y chang vậy đó. Đường đâu mà nói, bây giờ mình muốn nói mình cũng không biết đường nào mà nói, có nghĩa là mình nó quá cái giới hạn ngu rồi, ngu mà còn có cái gạch còn nói dưới gạch luôn, nghĩa là ngu quá cái hạn ngu, cho nên là mình cũng không bàn được đó nữa. Mà nói rất bằng thừa, nhân chứng sống chẳng hạn như là tao đây, những người lớn tuổi ai sống trong chế độ đó ai cũng hiểu được rồi, đâu có lừa gạt ai được đâu, vậy mà nó cũng dựng lên được, nó cũng dựng lên cho bằng được, nó cũng làm đủ trò được. Tao hơi hết biết luôn, mọi người ngồi thật trường đó đâu có nói được cái gì đâu, tại vì không còn từ gì để mà nói, biết không? Chứ không phải mà cái chủ đề nó cũng vui vui, nhưng có cái điều mà mình thấy nó ngu lúc đó, không còn từ gì để mà nói chứ đâu phải là không nói, bởi vì đâu có gì đâu nói đủ lốt nó, chính nó khi nó dựng con phim ra là nó đã tố cáo nó hết cho áo rồi, đúng không? Đúng rồi, đâu, ra mình còn mình cười thôi chứ đâu có làm gì đâu được, khổ tự rồi từ là vạch áo sao cho người xem lưng, mà xem lưng không người chưa chịu, nó xem luôn mấy con rận nó bám trên lưng mày nghe đúng không, buồn cười nhiều cái thích cười lắm, bởi tao nó mới nói rồi có những cái người mình thì mình kín tiếng là mình nhiều khi mình cũng kiệm lời mình không nói ra, nhưng mà có những cái chuyện mình phải nói ra là bởi vì nó buồn cười quá, có những cái mình thấy thích cười quá đó. Rồi rồi ở đây tao còn nghe nói ở Việt Nam mình cứ mỗi lần ở bên kia nó bơm tiền vô để nó kích động, có nghĩa là ở mỗi năm như vậy thì cái ngày dỗ ông Diệm mà thì nó bơm tiền vô cho nghĩa trang Bình An, phải không ta? Không phải, không phải, không phải. Ở đâu với Bình Dương á, cái bãi ông Diệm á, có một nhóm người đủ mà nhận lấy thiêu ngoài về xong cứ vô làm dỗ làm đô để mà lấy thiêu Bình Dương thì đại khái là vậy, nó buồn cười chứ vậy. Mà cũng có nhiều thằng mình nói cũng có nhiều thằng ngu theo nó vậy đó, cũng có thằng ngu nó đã ngu rồi, cũng có một bầy ngu theo nó vậy, thì cũng đưa lại cũng vô cũng cúng bái cũng la cũng làm đủ trò cũng dương mấy người, thiệt tao nói thiệt khổ ghê, mình thấy mình chán, nhưng mà nói gì nói thì thằng Văn Lâm nó nói hết trơn rồi, nó ráo rồi, nó nói cái thế hệ của ông Diệm rồi, rồi thế rồi sao ông Diệm nó cũng nói luôn rồi, rồi sao cái bộ hạ của ông Thiệu nó cũng nói luôn rồi, ra mình cũng bó tay luôn rồi, quá rối não thằng đó nó cũng vui mà thật là rối não thiệt, rồi nghe nó nói xong rồi rối não luôn rồi, quá cười nghe nó nói con mình ngồi cười, rõ ràng vậy con à, không có cái gì phải là chán. Ê, bây giờ kẻ thù của kẻ thù là bạn đúng không, đất nước mình mà cái này cũng không phải luôn, rồi nghe riết rồi không biết ai nữa, cười thấy tốt không biết, đó là những cái mà hầu như là mình nghĩ là trên đời này không ai ngu hơn, mà nó lạc xuống mày, cũng giống như tao nói hôm nay cũng rất rất kỷ niệm cái cổ thành Quảng Trị, từ trên thế giới này chiến thắng vinh quang tao mới kỷ niệm, đủ bại trận chạy chết mẹ nó chạy tao chạy theo luôn, mà đủ má nó cũng kỷ niệm, mà kỷ niệm đâu, kỷ niệm nó bên nước Mỹ được không má, rồi đặt là thí dụ như bây giờ nào nó cắt cắt cớ nó hỏi bây giờ tôi đi muốn thăm cổ thành Quảng Trị chiến thắng là thăm ở đâu, đủ má đâu nước Mỹ này, đủ má nó cũng chỉ về Việt Nam, mà Việt Nam gì đủ 47 năm nay ta đủ nó hòa bình độc lập rồi thăm cái gì nữa, chiến thắng ở đâu, đủ kỳ cục vậy, đủ má nó vô lý mà nó ngược ngạo vậy mà nó cũng làm được, tao không hiểu sao, cười rồi sao. Không được mà vỗ tổ Hùng Dương, mày nhớ cái vụ mà đùa cắt ca bài hấp ơi bích đề không, đủ à, đúng tào lao riết rồi đủ có làm đúng nhiều cái gì mà làm được người ra vậy, nếu làm được gì nó cũng vẫn làm được ấy, đủ thấy rõ ràng rồi. Xong có cái clip mà mấy ông già bận bộ đồ sắc phục
tao cũng đã từng nói rồi, người nào cũng vậy, cái quá khứ của họ, họ nhớ hoặc là họ thương là cái gì đó, thì họ chôn họ cất đi không, đủ 70 tuổi rồi, đủ như tao rồi, đủ bận đồ, mang bút rồi xô vô, đi đéo nổi luôn, đủ má đi cái nhắc, đi diễn thành rồi, vậy nặng hết, đủ quá, chắc rồi, bạch đủ, tôi ngược lại sao, đi ba bước nhảy bước cả cà thọt mà rồi chỉ là khổ ghê vậy mình cười không nhặt được, gọi là cười bắt từ gọi là cười không nhặt được mồm á, rớt răng ra mà đụng bỏ đồ, trời ơi thì khổ cái gì áo ơi sao bây giờ các chị không biết nói sao đủ để khỏi cười, đủ cười hoài, nhắc đó là cười đủ mà chi trời tại khó mà thì cái em này của con thì đúng ra thì không còn gì để phải nói, mà bố lên vui chơi thật chắc là không có gì để phải nói cả, mà vì nó buồn cười quá sức đi, nó không phải là một cái gì phải là mới mẻ, cái chuyện đó là cũ xì xong rồi, tao sẽ ba tới giờ thì tất cả tao là ở ngoài nước tao cũng biết rành, còn đứng chi tao người trong nước, từ mấy ông già bà cả, từ ông lão bố lão, người thanh niên học sinh, bây giờ tao học sử chẳng những đối chiếu lịch sử thế giới, thí dụ như vậy, đàn áp tôn giáo như thế nào, Google biết hết trơn rồi, không có lừa gạt được, mà nó vẫn dựng lên, nó vẫn nói tỉnh bơ, chí sĩ Ngô Đình Diệm, đủ, đó là một thiên tài, đủ, thì có ma cha, thì đủ, đủ, nhiều cái chuyện, đủ, đặt chuyện, điều, tao tào lao, mở bố, chuyện, đủ, nhiều cái, bố, giờ hỏi là còn ai giết ổng, bố, có vụ này bố, à, tức là bây giờ mình liên quan tới vấn đề kia đi, thế này nè, cùng là một cấp ngoại giao ha, cùng là gọi là đồng cấp ngoại giao, à, bố thấy hai cái vấn đề nó người ta là anh Minh là một cái, thứ hai là nó trí não hơn không nè. Thứ nhất, trong khi tân đại sứ Mỹ á, thì lại là đưa câu chuyện là vinh danh đối tượng Phạm Văn Cang lên là người phụ nữ can đảm vân vân mê gì đó, thì đồng thời gần như là đồng thời bên Bộ Ngoại giao Nga, quan bố để con nói này, bên Bộ Ngoại giao Nga lại nhân kỷ niệm mà ngày mà thảm sát Mỹ Lai, thì Bộ Ngoại giao Nga lại đưa cái câu chuyện, đưa cái hình ảnh đó lên. Thầy con chỉ hỏi bố, đứng trên góc độ là một người dân á, đúng rồi, thì bố phục bên nào, đúng không? Nga nó biết điều hơn, à, nó xoa vậy rồi, tôi nghe khó khăn là ghê nè. Nói như vậy á, thì nói với người Mỹ, chính phủ Mỹ phải vinh danh thằng Bin Laden. Mà thấy nó là đủ, nó chỉ huy, nó là làm cái bắt âm vô tòa và sắp đặt anh vinh anh hùng không ghê không, mà thấy ghê gớm giờ đó mới là vinh, đó mới vinh danh nghiêm túc chứ, đúng không? Mày định đó, đúng rồi. Mình tao chống hay là mình tao là gì rõ ràng không đó, rõ ràng là anh hùng mà thấy rõ ràng ghê không, chết ở trong sông rồi đêm thủy tán ra biển luôn, ghê, thủy tán đó một mình tao ra ghê không, làm cho nước Mỹ xính dính thấy không, vinh danh anh hùng đó mới là ghê đồ, nói vậy mà nó cũng nói được đồ, má còn tào lao không, còn con Phạm Thị Đông Trang người ta cũng chẳng biết đâu, nhưng mà tao nghe rồi ngày xưa nó cũng học rồi tốt kịp được quyền báo chí mà thiệt, ê, nhỏ nó ghê, nó đẹp kinh khủng luôn, đẹp mà tao dòm được, tao sai lắm luôn. Ừ mà ta sai đó nổ, mà ta nhắm mắt lại luôn, mà ta không dám ngó luôn các bạn. Đồ kinh khủng thiệt. Tình. Vậy mà lung linh vậy, đúng má đầu óc thảm lên chứ. Lung linh. Ta thiệt mày, tao mà điều nó đứng trước mặt tao tối tao nằm mơ tao ngủ á, đồ mà tao nằm mơ luôn má. Giật mình đồ. Ừ má đúng là ma chê quỷ hờn luôn á. Thiệt tình vậy, đã vậy còn mang đầu óc ngu si, đồ đầu óc rồi bệnh hoạn. Ôi trời ơi, rồi xong rồi bây giờ tao nói rồi cũng cách đây sáng ra mà đọc lướt báo thì cũng thấy ba cái vụ báo bẩn báo đồ trước giờ nó nhiều quá mẹ ơi, khổ quá tùm lum tùm la, ta cũng không biết điều nào mà rất ư cái chuyện đó. Nhưng mà nhà nước mình chưa khép chặt, là bởi vì nếu khép chặt thì nó kêu bằng đàn không tự do
ông vô lý, để cho nó thoải, nó sủa thoải mái đi, để chứng tỏ là ta đây là tự do ngôn luận. Gặp tao rượu má tôi siết chặt mẹ, rượu toàn là ăn nói tào lao, chuyện không có nói có, chuyện có nói không, chuyện không nói có, trời ơi, đéo biết tin ai. Mà thì rồi ok, tới giờ rồi bố vô bố làm, tới có nhà, tới nhà rồi, ok ha. Ok bố. Dạ cảm ơn bố. Ok con ha. Dạ dạ.